Rồi, hello chào anh em. Em giao lưu với anh em một con cưa trượt Makita ha. À, con này là con pin đét hết anh em ha. Còn khá đẹp ha, ruột gan đâu còn 90% ha. Đây mã số con này ha. Mà cưa trượt Makita NLS0811 ha, điện 100V Hà Nội đi Nhật. Công suất 1050W ha, dòng tua 4000 vòng ha. Sử dụng lưỡi to, lưỡi là 26mm ha. Lưỡi này là lưỡi Makita zin theo máy luôn ha. 26mm dày 2.2 ha. 80 răng, nguyên răng hết anh em ha. Lưỡi gần như mới luôn ha. Con này hành trình trượt của nó là được 32 cm ha. Nó còn cử kẹp phôi luôn ha anh em. Ở đây nó có cái chốt ha, em đè cổ này xuống kéo cái chốt ra. À, nó mới bật lên ha. À, đây nó là cái khóa trượt ha. À, cái con này thì cái ti nó hơi gỉ tí anh em ha, do để ở bãi nó gỉ thôi, nhưng mà em bao với anh em là nó không không rơ lắc không gì hết á. À, nó chỉ bị gỉ này. Để ở bãi là không tránh khỏi này, cái ti của Makita này vậy, nó dùng nước là nó xét thôi, nhưng mà nó không có rơ lắc không gì hết ha. À, rất nhẹ nhàng ha, em đã vệ sinh rồi ha, trượt rất nhẹ nhàng. À, em phá trượt lại ha. À, con này nó xoay thì anh em phải nhấn cái này xuống ha. Mở cái này ra, nhấn cái này xuống, nhấn cái này xuống thì anh em xoay ha, tới độ của nó là 15 độ 30 độ với 45 độ là nó tự động nó nhảy ha. À, còn mình bấm như vậy hoài thì nó không có nhảy ha, trượt quay thì rất nhẹ nhàng ha, buông ra thì nó sẽ nhảy ha. Đó, con này nghiêng được hai bên nha ha, nghiêng cho anh em mở khóa này ra, mở khóa này ra nghiêng. À, nhưng mà này ha, muốn nghiêng bên kia anh em phải nhấn cái nút này nha, nhấn nút này mới nghiêng được. Rồi, rồi test máy cho anh em xem ha. Con này nó có khởi động mềm ha, IC trợ lực. Con này là khởi động mềm IC trợ lực ha, đây nó có cái phát cò ha, em phải nhấn cái này xuống rồi em mới bóp cò được ha. Có phấn từ anh em ha. Rồi, hoạt động hoàn hảo. Thôi, con này em giao lưu với anh em giá là 3.8 triệu ha. Chào anh em.